Mới đây, sự kiện dự án thành phố thông minh hơn 4 tỷ đô la Mỹ tại Đông Anh, Hà Nội được động thổ. Nhiều môi giới bất động sản đã đẩy mạnh quảng cáo các lô đất nền, đất thổ cư ở cạnh siêu dự án, tiếp tục đẩy giá đất lên cao hơn so với thời điểm trước. Vậy thực chất diễn biến của thị trường đất nền Đông Anh thời điểm này ra sao? Xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Và ngay phía bên kia cầu Nhật Tân thôi, chính là nơi sẽ xây dựng thành phố thông minh với giá trị hơn 4,2 tỷ đô la Mỹ do liên doanh tập đoàn BRG và Sumimoto thực hiện. Và dự kiến thì đến năm 2028, thành phố thông minh sẽ được xây dựng xong. Thế nhưng ngay tại thời điểm này, sau khi lễ động thổ khởi công của dự án này mới chỉ diễn ra cách đây vài tuần thôi, thì đã có những thông tin về sự tăng trưởng của giá đất khu vực này. Và người dân tại đây đều kỳ vọng trong những năm tới, giá đất sẽ còn tăng cao hơn nữa. Theo ghi nhận, các mẫu quảng cáo đất nền, đất thổ cư tại Đông Anh đều được môi giới gửi kèm theo thông tin về khoảng cách đến dự án thành phố thông minh 4,2 tỷ đô la Mỹ. Nhiều môi giới khẳng định thành phố thông minh là từ khóa trong nhiều ngày nay của giới bất động sản tại Đông Anh. Khảo sát thực tế tại khu vực cận kề thành phố thông minh có diện tích 272 hectare tại Đông Anh, người dân cho biết giá đất tại đây đã có sự tăng trưởng từ trước đó. Với các thông tin về cầu Nhật Tân kết nối thành phố với sân bay Nội Bài, thông tin Đông Anh lên quận vào năm 2020 và một số thông tin khác liên quan đến công viên Kim Quy, thành phố thông minh. Mặc dù dự án thành phố thông minh mới chỉ động thổ cách đây vài tuần, thế nhưng ngay lập tức, thông tin về giá đất tại Đông Anh đã được rất nhiều người quan tâm. Hiện mức giá tại mặt đường lớn đang được đánh giá rất cao và đang được cho là sẽ tăng thêm từ 5 đến 10 triệu đồng nữa trong thời gian ngắn. Thì đó do là nhà nước bây giờ đã có những cái thay đổi, ví dụ như là bên này đó mới động thổ với thành phố thông minh ở bên này. Gần đây nữa lại công viên Kim Quy, lại có mấy tòa chung cư ở đây. Thế dân tình thì là cũng thấy nó có những cái phát triển ở khu vực. Thế ra là nhiều người đến hỏi mua bán. Đất cao nó mới có những cái dao động nó mới lên. Như nó tăng mạnh so với 2 năm về trước là rất là nhiều. Nó phải tăng khoảng độ 40% em ạ, 40-50% ấy. Hiện tại mặt đường quốc lộ mà nhìn ra đường Võ Nguyên Giáp ấy thì nó khoảng 200 triệu một mét. Còn trong ngõ ví dụ như nhà anh đây thì nó cũng có người ta trả đến 160 triệu một mét. Còn sâu trong này nữa thì nó cũng có 35, 40 triệu, 50 triệu. Cách đây mấy năm trước là cũng bán lên 170 triệu một mét rồi. Sau khi đồng thổ cái thành phố thông minh này thì cái tiềm năng của khu đất của Vĩnh Ngọc nói riêng và khu đất của thành huyện Đông Anh dọc tuyến Nội Bài Nhật Tân thì sẽ có tư hướng tăng giá, sẽ tăng 5-10 triệu một mét nữa. Nhận thấy tiềm năng tăng giá tại Đông Anh đang rất tốt, do đó người dân tại đây cho biết đang chờ nên không bán, mặc dù đang có nhiều người quan tâm. Em vừa rồi là cái động thổ ở thành phố thông minh ấy, thì thực tế là ở khu này thì nói về cái giá đất cao nhưng mà cũng ít người bán. Kiểu như dân tình thấy nó đang dao động trong cái thời điểm nó dao động cái gì đó không dám bán. Thế cũng có nhiều người đến hỏi. Còn thời điểm này thì cũng chưa thấy ai bán mặt đường này. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc triển khai khu đô thị vốn là những thông tin tích cực khiến giá bất động sản khu vực lân cận có xu hướng tăng. Tuy nhiên, việc tăng giá sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào sự kiện BRG khởi công dự án thành phố thông minh bởi đất Đông Anh đã được đẩy lên rất cao, thậm chí cao hơn giá trị thật từ trước đó. Nhưng chắc chắn đây sẽ là khu vực tiềm năng. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng Đông Anh xứng đáng là khu vực nên đầu tư dài hạn. Theo tôi về bản chất chúng tôi ghi nhận thì hiện tại ở đây cũng đã có giá rất cao rồi. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh thì đất đấu giá tại gần trung tâm của huyện Đông Anh đã lên tới 80 cho đến 120 triệu một mét vuông tại trung tâm huyện Đông Anh rồi. Ở đây là một khu vực chắc chắn sẽ được phát triển bởi vì nó có con đường Võ Chí Công, con đường Võ Nguyên Giáp sẽ nối trung tâm Hà Nội với cả sân bay Nội Bài. Nó sẽ có một cái hạ tầng đồng bộ được quy hoạch từ đầu, chưa bị phá vỡ bởi các cái dự án nhỏ lẻ và sự góp mặt của những chủ đầu tư lớn như BRG, như Sun Group sẽ làm cho khu vực này có một cái sự đồng bộ tốt hơn so với cả các khu vực khác. Khu Đông Anh là cái khu mà cái quỹ đất đang rất là tốt, đang rất nhiều quỹ đất ở trên đó và đặt lợi thế ở đấy đó là cái cơ sở hạ tầng đang được nâng
nâng cấp trong thời gian qua rất là tốt. Cái khoảng cách thêm khi mà khi cầu Nhật Tân được xây xong đi vào thì cái khoảng cách nối từ Đông Anh vào trong Hà Nội là đang được rất là tốt. Đông Anh nó giống như là một cái vị trí tiềm năng mà dành cho các nhà đầu tư bây giờ muốn định vị lại cái dự án của họ, và bây giờ Đông Anh nó là một cái làn gió mới. Cái Smart City của BIG hứa hẹn sẽ là một cái dự án rất là tiềm năng. Nó sẽ không ở như cái giai đoạn trước đây, giống như là mình nói là những cái năm trước thời gian nó sốt đất ở khu Hà Đông rồi khu phía Tây, bởi vì thời điểm đó cái sức mua nó đến rất nhiều từ những nhà đầu tư. Nhưng bây giờ chúng ta đang có là sức mua đến từ những người sử dụng, cho nên nó sẽ không quá sốt, nhưng mà tăng trưởng là có, chắc chắn là sẽ có tăng trưởng. Và chúng ta nhìn thấy, hãy nhìn một cái tầm nhìn dài hạn, hãy nhìn đến 10-15 năm, chứ không phải nhìn trong vòng 1-2 năm thì nó sẽ không có cái chuyện như vậy ở cái thời điểm này. Trước thông tin về lễ động thổ dự án thành phố thông minh diễn ra, rất nhiều người lo ngại có đất làm giá, thổi giá gây sốt ảo. Nhiều chuyên gia nhận định điều này có thể sẽ xảy ra nhưng sẽ không rầm rộ. Sẽ có thể có trường hợp có đất nhảy vào đẩy giá, thổi giá, nhưng sau một loạt vụ lừa bị mua phải dự án ma, đặc biệt mới đây là vụ siêu lừa Alibaba, người mua sẽ dè chừng, cẩn trọng hơn rất nhiều. Các chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo, trước khi quyết định có nên đầu tư vào đất khu vực này để đón sóng, chờ thời cơ hay không, cần cẩn trọng, phải xem xét kỹ càng tính pháp lý, quy hoạch bất động sản mình dự định tham gia, tránh việc ào ào nhắm mắt mua phải dự án ma, dự án lừa đảo. Đồng thời phải xem xét tình hình thị trường khu vực định mua. Nhà đầu tư cần tìm hiểu xem giao dịch mua bán chủ yếu là người tiêu dùng hay đầu cơ, nên lựa chọn những đơn vị tư vấn chuyên nghiệp có uy tín để tìm hiểu.